Hai, xin chào mọi người. Vừa qua thì Google vừa cho ra mắt một phiên bản mới của Google Analytics. Thì đây là một phiên bản tương lai của Google Analytics mà chúng ta, những người làm quản trị website á, các bạn cần cài vào website chúng ta để các bạn có được những cái tính năng mới nhất mà Google cập nhật ha. Thì đối với những bạn nào chúng ta đang sử dụng Google Analytics cũ, ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn cài thêm mã ở Google Analytics mới vào trong website của mình mà các bạn không cần phải xóa cái mã cũ đi. Có nghĩa là chúng ta có thể vừa xài phiên bản cũ, vừa xài phiên bản mới. Đợi khi nào phiên bản mới ổn định hẳn rồi chúng ta có thể chuyển qua luôn. Và thêm một lưu ý nữa là video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để sử dụng công cụ là Google Tag Manager để chúng ta sử dụng và cài Google Analytics. Bởi vì khi mà các bạn cài quá nhiều mã tracking, hồi trước các bạn cài mã tracking của Google Analytics cũ rồi, bây giờ chúng ta cài thêm mã tracking Google Analytics mới vào trong website á, thì có thể là website chúng ta sẽ có tình trạng là nó sẽ bị load chậm bởi vì chúng ta cài quá nhiều script ha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài những cái mã tracking đó thông qua Google Tag Manager luôn. Rồi, bây giờ để mà có thể cài Google Analytics mới vào trong website á, thì các bạn vào lại tài khoản Google Analytics cũ của website các bạn. Từ giờ trở đi thì mình sẽ gọi tắt Google Analytics là GA để mình dễ trao đổi với các bạn hơn ha. Rồi đây là giao diện GA cũ, thì để cài thêm một cái phiên bản GA mới á, các bạn sẽ vào cái phần quản trị. Rồi sau đó các bạn chọn là tạo thuộc tính. Chúng ta tạo một thuộc tính mới ha. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là ứng dụng và web bản beta nè. Rồi các bạn chọn tiếp tục. Rồi tiếp theo thì bạn sẽ nhập tên thuộc tính vào. Ví dụ như là mình sẽ nhập là GA mới. Đó, ví dụ mình đặt tên như vậy, còn bạn thì bạn có thể đặt tên website của bạn vào ha. Rồi, danh mục ngành thì các bạn có thể chọn. Ví dụ như ở đây thì mình chọn nhanh là phần này luôn. Rồi, múi giờ và báo cáo thì các bạn sẽ chọn là Việt Nam. Rồi, lưu ý là cái phần tên thuộc tính này các bạn nên đặt tên theo website ha. Thôi ở đây mình đổi lên tên website của mình luôn, để sau này dễ quản lý. Mình có thể mở ngoặc ra mình ghi chữ new để phân biệt với lại phiên bản GA cũ. Rồi danh mục thì các bạn chọn đúng danh mục website của mình. Rồi múi giờ và báo cáo thì các bạn chọn Việt Nam để các bạn xem report ha. Đơn vị tiền tệ thì mình chọn là Việt Nam đồng. Rồi mình chọn tạo. Rồi các bạn sẽ thấy mình vừa tạo một cái bản mới á, thì lập tức giao diện của GA đã chuyển sang phiên bản mới rồi. Đây các bạn thấy ha, có nhiều tính năng mới cũng như là những menu mới. Thì bây giờ để có thể cài GA thông qua Google Tag Manager thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ vào lại cái phần luồng dữ liệu ở đây. Đây ha, ở trong phần quản trị viên các bạn vào phần luồng dữ liệu. Rồi các bạn chọn phần web ở đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhập URL trang web các bạn vào. Ở đây thì mình sẽ để là HTTPS. Website bạn nào chưa có cài thì các bạn để HTTP ha. Vì web của mình đã cài SSL, đã có ổ khóa rồi cho nên mình sẽ cài HTTPS ở đây. Rồi, tên luồng thì mình có thể ghi lại tên website của mình. Rồi, mình chọn tạo luôn. Rồi, mình tạo thành công. Bây giờ mình sẽ để nguyên cái này ở đây. Tiếp theo bây giờ các bạn sẽ qua Google Tag Manager. Bạn nào mà chưa có tài khoản Google Tag Manager thì các bạn lên Google, các bạn search là Google Tag Manager, các bạn vào link này rồi các bạn tạo tài khoản là được ha. Chúng ta chỉ cần tạo Gmail là có Google Tag Manager luôn rồi. Rồi, ở đây khi mà mình đăng nhập vào á thì đây là cửa sổ chính nè. Các bạn sẽ chọn phần là tạo tài khoản. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ đặt tên. Đó, ví dụ như là mình đặt tên tài khoản này là theo tên website của mình. Quốc gia thì mình sẽ chọn là Việt Nam. Rồi phần này thì mình để tích chọn cũng được, mà không tích cũng được không sao ha. Rồi thiết lập vùng chứa thì các bạn có thể nhập website các bạn vào đây. Rồi ở đây mình sẽ chọn là web ha. Rồi mình chọn tạo. Rồi ở đây thì mình chọn là đồng ý điều khoản dịch vụ nè. Rồi mình chọn có. Rồi xong, sau khi mà các bạn đã tạo xong á thì lúc này các bạn sẽ vào trong cái dashboard này, các bạn chọn cho mình cái phần là thêm thẻ mới ở đây. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cấu hình thẻ.
Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là Google Analytics cấu hình GA4 ha. Rồi, mã đo lường. Mã đo lường thì các bạn sẽ quay lại Google Analytics, các bạn lấy cái mã đo lường này ha, ở bên GA đó, các bạn sao chép nè. Rồi, các bạn dán sang đây. Rồi, tiếp theo, phần kích hoạt các bạn nhấp vào, các bạn chọn là All Pages, là lượt xem trang ha. Rồi, tiếp theo nữa các bạn sẽ ấn luôn. Rồi, đặt tên thì các bạn cứ để tên mặc định như vậy cũng được rồi. Mình chọn luôn. Rồi, sau khi mà đã thiết lập xong thẻ rồi đó, thì mình sẽ chọn nút gửi ở đây. Rồi, mình chọn xuất bản. Rồi, chọn tiếp tục. Rồi, như vậy là mình đã xuất bản thành công thẻ này rồi. Thì có nghĩa là mình đã hoàn tất cái việc cài đặt Google Analytics mới vào trong website của mình thông qua Google Tag Manager ha. Nó cũng đơn giản vậy thôi. Rồi, bây giờ mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người cách để các bạn có thể cài mã GA cũ của website các bạn vào Google Tag Manager luôn. Với GA mới thì tới đây là xong rồi ha. Còn ở đây thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho mọi người, ai mà muốn cài GA cũ thông qua Google Tag Manager thì có thể làm luôn. Mình có thể quay lại. Rồi mình chọn lại cái vùng chứa ha. Vì tài khoản mình có nhiều vùng chứa nè, hồi nãy á thì mình demo là mình tạo cái vùng chứa này nè, cho nên mình chọn lại. Một tài khoản Google Tag Manager các bạn có thể tạo nhiều vùng chứa khác nhau ha. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn là thêm thẻ mới. Rồi, mình chọn Google Analytics Universal Analytics để mình gắn mã GA cũ của mình vào trong Google Tag Manager luôn. Rồi, tiếp theo. Lại theo dõi thì các bạn cứ giữ nguyên là lượt xem trang ha. Rồi, phần cài đặt Google Analytics này thì các bạn sẽ chọn phần là biến mới. Rồi, ở đây mã theo dõi thì chúng ta sẽ quay lại tài khoản GA cũ của chúng ta. Đây là tài khoản GA cũ của mình ha. Bây giờ mình sẽ vào phần quản trị. Rồi mình chọn là cài đặt thuộc tính. Thì ở đây có phần mã theo dõi nè. Đó, mình sẽ copy hết cái này. Rồi mình cho sang đây. Rồi, tên miền cookie thì mình cứ để mặc định là auto như vậy ha. Rồi cài đặt khác thì các bạn cũng không cần cài gì thêm. Bạn nào mà muốn cài thêm nâng cao thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái phần này ha. Rồi mình chọn lưu. Đặt tên biến thì mình sẽ để nguyên mặc định như vậy luôn, chọn lưu. Rồi, cài đặt xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần cài đặt Google Analytics nó sẽ ra như thế này ha. Đó, hai dấu ngoặc nhọn, rồi bên trong là tên của cái phần mà chúng ta vừa tạo này ha. Rồi, ở chỗ kích hoạt thì các bạn sẽ chọn phần All Pages như bên kia luôn. Rồi các bạn sẽ chọn lưu. Rồi mình để mặc định tên như thế này luôn, mình chọn lưu. Rồi, sau khi mà tạo một thẻ mới dành cho mã GA cũ ở trên Google Tag Manager rồi á, thì mình sẽ bắt đầu mình chọn gửi. Giống như là mình thực hiện một thao tác là mình đăng lên vậy. Rồi mình chọn xuất bản. Rồi chọn tiếp tục. Rồi, như vậy là mình đã đăng lên thành công rồi ha. Đây, hệ thống báo là mình đã đăng lên xong. Đó là thao tác mà các bạn có thể cài mã Google Analytics thông qua Google Tag Manager. Thì khi mà các bạn đã cài mã GA cũ thông qua Google Tag Manager rồi thì các bạn có thể xóa cái mã GA ở trong website các bạn đi. Các bạn dùng ở trong Google Tag Manager thôi cũng được rồi. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách để các bạn gắn mã GA mới của Google vào trong website của các bạn thông qua Google Tag Manager, cũng như là mình đã hướng dẫn thêm cho mọi người cách gắn mã GA cũ website các bạn vào Google Tag Manager luôn. Chúc cho mọi người sẽ thực hiện thành công. Chào tạm biệt mọi người.